Sao bạch đi kha. Hôm nay tụi mình sẽ cùng học tiếng Thái qua một bài hát cực kỳ dễ thương có tên là Rắc Re Pop nha. Rắc có nghĩa là yêu, Re là đầu tiên, Pop nghĩa là gặp mặt, gặp gỡ. Vì vậy Rắc Re Pop có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoặc là tình yêu sét đánh. Câu đầu tiên trong bài hát này là Mi chinh rử rắc rác phốp piang sộp ta khe nừng khắng. Câu này có nghĩa là có tồn tại thật không? Tình yêu sét đánh, yêu ngay từ một ánh nhìn. Mi chinh có nghĩa là có thật, piang chỉ có, sộp ta nghĩa là ánh nhìn, nừng khắng nghĩa là một lần. Câu tiếp theo nha. Kha rác hẹn đơn phàn ma, mây phu cha, mây thắc mây thai, mây rú qua khay, hẹt đầy chưng rắc canh. Câu này có nghĩa là chỉ một ánh nhìn đầu tiên khi lướt qua nhau, không nói câu gì, không bắt chuyện với nhau, không biết đối phương là ai, thì tại sao lại yêu nhau được nhỉ? Đơn phàn ma có nghĩa là đi ngang qua, lướt qua. Phu cha có nghĩa là nói chuyện. Thắc thai có nghĩa là bắt chuyện, chào hỏi nhau. Hệt được viết tắt từ hệt phổn có nghĩa là nguyên nhân hoặc là lý do. Câu hát tiếp theo thể hiện một suy nghĩ rất thực tế về tình yêu. Các bạn cùng mình xem thử nha. Mây mì thang rương phớ phảnh khoam phục phanh dàng ngai đài. Dịch ra là một mối nhân duyên sâu sắc lại được tìm thấy dễ dàng, chỉ là chuyện mơ mộng. Thang có nghĩa là con đường hoặc là lối đi. Mây mì thang có nghĩa là không thể nào hoặc là không bao giờ có chuyện như vậy được. Rắc rác phốp mi dù chinh này nít dài, nắng xứ nít than, plen rác sẻn hoãn, cặp khoam phảnh. Dịch ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ có trong truyện tiểu thuyết, truyện cổ tích, nhạc tình yêu lãng mạn và trong giấc mơ mà thôi. Nít dài có nghĩa là truyện tiểu thuyết, nít than là truyện cổ tích, truyện kể, plen là bài hát, plen rắc là nhạc tình yêu, sẻn là đơn vị số đếm trăm ngàn, quản là ngọt ngào, khoam phảnh nghĩa là giấc mơ. Câu hát tiếp theo, tà quanh nừng sánh phàn mà phốp thơ trùng nánh. Câu hát này dịch ra là nhưng rồi một ngày nọ tôi đi lướt qua em ở nơi đó, đuông chay bên đượt bên rón sang thò ra man, trái tim bỗng sao xuyến bồn chồn vật vã. Đuông chay có nghĩa là trái tim các bạn nha. Đượt có nghĩa là sôi sục, rón nghĩa là nóng, thò ra man đau khổ đau đớn. Rao cặp đồn môn me mốt sạc cột plan na thi nắn sánh rắc thơ thanh đây. Như thể tôi đột ngột dính phải câu thần chú của phù thủy. Giây phút ấy tôi đã yêu em ngay lập tức. Me mốt có nghĩa là phù thủy, sạc cột plan là đột ngột bất ngờ. Rắc re phốp thế chinh bên giàng ray pro thơ chay rử may bệt chay khay thi sánh bên. Tình yêu sét đánh là như thế nào? Vì em có phải không? Mở cửa trái tim tôi. Chạc quanh nắn hỏa chay rú sực en sách chèn qua thúc xình cợt khuyên chinh chay phảnh bay. Từ hôm ấy tự trái tim đã cảm nhận rõ rệt là mọi thứ đã thật sự xảy ra đúng như giấc mơ. Rú sực en có nghĩa là tự cảm nhận, sách chèn là rõ ràng rõ rệt. Đai phốp chừng khao chay mi dù chinh có nghĩa là trải qua rồi mới thấu hiểu điều đó có thật.
มีเหตุผลกว่าจะรักใครสักคนไม่ง่ายดาย Lý do tôi không tin có tình yêu sét đánh vì thật lòng yêu một ai đó là việc không dễ dàng เรื่องลึกซึ้งความอ่อนบางของหัวใจว่าเขาเป็นใครมาถึงเมื่อไรไม่มีทางจะเข้าใจมันได้เลย Đó là điều mong manh tận sâu trái tim vì bạn không thể biết được định mệnh của mình là ai khi nào họ đến không thể hiểu được quy luật của trái tim Lức xứng có nghĩa là sâu thẳm bên trong On bang là yếu đuối, mỏng manh Và câu cuối cùng trong bài hát này là Sụt thái có khao chay Mi dù chinh Có nghĩa là Cuối cùng tôi cũng đã hiểu Tình yêu như vậy là có thật Bài hát này nói về suy nghĩ của một bạn chưa từng có tình yêu sét đánh, một tình yêu bất ngờ. Cho nên là bạn nghĩ rằng trên đời này không thể nào có một tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và sau đó thì bạn vô tình gặp được một tình yêu định mệnh. Đó là một lần tình cờ đi lướt qua nhau, không hề biết đối phương là ai, nhưng trái tim lại cảm thấy rung động xao xuyến. Và bạn đã biết rằng trên đời này thật sự tồn tại tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Hy vọng là sau khi xem video này, các bạn đã biết được nhiều từ vựng mới và có thể tự tin hơn khi nói hoặc là hát tiếng Thái. Nếu bạn thấy video này bổ ích, đừng quên nhấn like và subscribe kênh Thỏ Học Tiếng Thái nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!